Lúc nhích hôm nay là hoàng, lúc nhích là quấn đòn liền á. Còn đóng cửa không gầm hết, còn hết, còn hết không, còn hết nó còn dám đóng cửa nữa không, nó đóng đùng đùng nữa không, không có đóng nữa nha, có đóng nữa không. Để quên tay rồi. Có nghe lời ba hay lì? Nghe lời ba không? Không có cho con đập luôn, con cắn cái luôn. Con còn đóng cửa đó hết. Rồi đứa nào xin lỗi tước? Có xin lỗi ba không? Nghe không? Nó làm sao? Còn tới Long. Còn nữa là chuyện mấy cây? 5 cây hả? Thì có 5 cây hả? Thôi 10 cây. 10 cây luôn. Mười cây rết luôn. Ừ. Không có quậy nữa nghe. Không dạ hả? Dạ. Ừ, vậy nó ba quýnh đòn á. Hóa cười. Hóa cười. Hóa cười à. Lại hôn ba cái gà đi chơi. Hôn ba cái gì chơi. Ừ. Rồi đừng đóng cửa nữa coi.